Vừa rồi là một điểm tin mạng xã hội trong ngày của VietLife. Sau đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương mục bình luận thời sự của chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Sự thật về màn kịch chất độc da cam được đăng tải trên trang Việt Nam Sử liệu vào ngày 28 tháng 9. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sự thật về màn kịch chất độc da cam. Cho đến nay, chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam và những bộ đội Bắc Việt còn rêu rao những điệp khúc của rít mình là nạn nhân của dioxin do Mỹ ngụy rải. Các trang báo và đài truyền hình mỗi năm rêu rao tuyên truyền cho mọi người dân Việt Nam. Họ càng rêu rao thì họ lại càng thua kiện trước tòa án quốc tế. Vậy là lý do gì? Hãy cùng nhau giải tỏa một số điều sau. Trước hết là vào bài viết, chúng ta không phủ định việc dioxin là không có hại và Mỹ sử dụng vũ khí hóa chất là sai. Đây là thông tin để đối chứng và khi có ai đó hay người nào nói về sự kiện này, xin hãy lấy bài này mà chia sẻ. Trước hết, điều đơn giản và dễ hiểu là khi bạn bị đâm thì bạn thưa thằng đâm bạn hay là thưa thằng bán dao. Như vậy tại sao không thưa chính phủ Mỹ hay Bộ Quốc phòng Mỹ mà lại thưa công ty hóa chất? Có gì đó khá khuất tất mà không thưa ngay thằng cầm con dao mà cứ đè thằng bán dao ra mà thưa? Hay là vì một thỏa thuận nào đó khi thiết lập ban giao với chú Sam? Thứ nhất, dioxin có gây quái thai hay không? Xin trả lời, trên thế giới có rất nhiều nước bị nhiễm dioxin do trước đây nhân loại dùng nó làm thuốc diệt cỏ rụng lá mà không hề hay biết về tác hại gây ung thư mà nó trên các vùng như là Triều Tiên, Malaysia, Campuchia, Lào, biên giới Cam Thái, châu Âu và thậm chí ở Mỹ cũng bị nhiễm dioxin. Nhưng tuyệt nhiên, không có nước nào bị quái thai bởi dioxin. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng tuyên bố không tìm ra được mối liên quan giữa dioxin và quái thai. Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới tuyên bố dioxin gây ra quái thai. Hiện nay, sau khi nghiên cứu dioxin được xếp vào dạng cực độc gây ung thư và các bệnh liên quan đến nhiễm độc. Dù là dạng hóa chất cực độc như vậy, nhưng dioxin không hề gây quái thai. Tiêu biểu là tại Ý năm 1976, nhiễm độc dioxin gấp hàng trăm lần Việt Nam nhưng hoàn toàn không có trường hợp nào bị quái thai. Thứ hai, chất độc da cam màu gì? Khi hỏi câu này thì 90% người Việt Nam trả lời thì màu cam chứ là màu gì? Cái tên đã nói lên tất cả rồi mà hỏi gì mà thừa vậy? Sai, xin thưa nó màu trắng chứ không phải màu cam. Theo quy ước của chính quyền Mỹ, thì các mức độ độc hại được sắp xếp theo màu, thì màu da cam đứng hàng thứ hai trong nhóm chất độc, nên các hóa chất khai hoang làm trụi lá cây được chứa trong các thùng màu cam và ghi trên thùng là Orange Agent để cảnh báo. Do tuyên truyền quá hay nên hầu hết đều tưởng lầm là nó màu cam và điều dẫn đến một tai hại là nhân chứng là một cựu chiến binh miền Bắc và một anh du kích ở Bến Tre được đưa từ Việt Nam sang, nói họ nhìn thấy máy bay Mỹ xả chất độc lâm vang chóe cả một bầu trời. Thứ ba, tiếp đến là nhân chứng của một cựu bộ đội Bắc Việt. Khi hỏi cư trú, nơi sinh và lý do tại sao ông có mặt tại đó, lại thêm một bàn thua cho Việt Nam, vì Cộng sản Bắc Việt đã vi phạm Hiệp định Geneva. Kết luận, ông xâm nhập biên giới bất hợp pháp vào một vùng chiến sự, và còn toàn mạng trở về là một sự may mắn vì đã không bị trúng bom mìn. Thứ tư, thêm một bàn thua cho Việt Nam nữa, đó là các lời kể làm chứng gian của các nhân chứng. Đây là một phiên tòa hình sự, thì các nhân chứng có thể bị khởi tố vì tội làm cản trở luật pháp như tất cả phiên tòa trên thế giới. Ngoài ra, bên Mỹ còn cho là Việt Nam đã gộp chung các trường hợp dị tật ống thần kinh do thiếu axit folic vì không có sản phụ nào tại Việt Nam được cho uống các loại axit folic trước 2 tuần đầu của thai kỳ. Bác sĩ Phượng đã lúng túng khi họ chất vấn bà là trong suốt cuộc đời hành nghề của bà cho đến nay, có bao giờ bà kê toa cho sản phụ folic acid trước và ngay khi vừa mới thụ thai không? Thường thì các sản phụ tại Việt Nam chỉ đi khám thai khi thai nhi được 2-3 tháng trở lên. Khi đó, folic acid không còn tác dụng ngăn ngừa dị tật ống thần kinh và hình ảnh trình chiếu của bên nguyên có cả những trẻ em mắc bệnh đau. Thứ năm, theo ý kiến cá nhân của chúng tôi thì nó sơ qua về một chút về bên sinh học. Nếu một chất hóa học độc hại nhiễm vào người thì nó chỉ có thể gây ra các biến chứng trên cơ thể, nghĩa là cùng lắm thì gây ra vô sinh mà thôi. Mà nếu đẻ con mang dị tật thì nghĩa là tinh trùng hoặc trứng gặp vấn đề, mà tinh trùng đứt đuôi thì đừng hòng lại gần trứng. Trứng mà không hoàn chỉnh thì khỏi phân bào để tạo ra thai nhi. Vấn đề để gây ra dị tật ở đó chính là gen, mà là gen là một loại mã di truyền tồn tại ở cấp độ đa phân tử. Trừ khi là can thiệp bằng công nghệ cao chứ muốn gây ra biến dị về gen là điều cực kỳ khó. Mà cái chất độc màu da cam kia tuổi gì mà đòi can thiệp vào nhân tố di truyền đã tồn tại hàng triệu năm của loài người, làm như người nhện bị cắn một cái đã gây đột biến ấy. Thứ sáu, các bạn có hỏi tại sao lính Mỹ và lính miền Nam cùng tham chiến với quân miền Bắc trên vùng nhiễm dioxin, mà tại sao chỉ quân miền Bắc bị quái thai,
mà lính miền Nam thì không bị. Các điều trên giúp các bạn đặt ra các nghi vấn. Thứ nhất, lực lượng khoa học trong nước không đủ năng lực trình độ làm công trình nghiên cứu khoa học. Thứ hai là không thể chứng minh được các bệnh nhân đã mang đi kiện bị dị tật là do chất da cam. Và thứ ba, vụ kiện chất da cam chỉ là cái cớ cho những mưu đồ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam đứng giật dây phía sau lưng.